tiếp theo chữ sống là mã 1. Một ra mã là chúng ta sẽ là tìm hiểu về vị trí và các thành phần của mã 1. Đây là hình ảnh cấu tạo của mã 1 cổ dọc. Như vậy thì chúng ta thấy là mã 1 là cổ dọc thì nó có tổng cộng 4 thành phần chính. Mã 1 sinh tư, ngoài tuyến não, và cổ não sinh tư nghĩa là ở phía trước, và ngoài cơ sinh não là tuyến não ở phía trước, và cổ não sinh tư là ở phía sau, và đầu não, và não, thì trụ não thì gồm có não giữa, đầu não, giữa thì gồm có là tuyến não và trụ não sinh tư, còn tiểu não thì ở phía sau của trụ não và ở phía dưới của đại não, và não trung gian gồm có là vùng hồi thị và vùng dưới đồi và đại não. Vậy thì não bộ chúng ta sẽ gồm có bốn thành phần chính, đó là trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não. Các em ghi cái phần này vào trong vở bài học của mình. Và chúng ta sang phần thứ hai, tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của trụ não. Trụ não và chúng ta nhìn từ phía dưới não, đây là cấu trúc dây thần kinh não, và có 12 dây thần kinh não, gồm có là ba loại, đó là dây cảm giác, dây vận động và dây pha. Về vị trí thì trụ não nó sẽ tiếp liền với tủy sống, cấu tạo có chắc chắn là ở phía bên ngoài và chất xám và nằm ở phía bên trong, thì từ đây nó sẽ phát huy 12 đơn vị não có điều khiển từ các hoạt động của cơ thể chúng ta, ví dụ như là điều khiển thị giác, thính giác, cơ vận động lưỡi, vân vân. Về chức năng, chức năng thì chất xám sẽ là điều khiển điều hòa hoạt động của các cái nội quan trong cơ thể chúng ta, ví dụ như là da, tim, dạ dày, vân vân. Và chắc chắn là có cái đường dẫn truyền, và đường lên là cảm giác, còn đường dẫn xuống là đường vận động. Em ghi cái bài này vào trong vở bài học của mình.
việc làm mở khí bên ngoài để tạo thành lớp vỏ của tiểu não, chắc chắn là mở khí bên trong là có quyền nhãn quyền về chức năng và điều hòa phối hợp các phủ động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể. Cái an nhiên là một phần tiểu não này của mình. Qua các phần chúng ta đã học thì chúng ta sẽ củng cố lại. Và câu số 1 là trụ não gồm các thành phần nào? Câu A là hành não, não giữa, cầu não. B, cầu não, hành não và tiểu não. Câu C, hành não, não giữa và não trung gian. Câu D, tiểu não, não giữa và não trung gian. Có bạn nào chọn đáp án giống con không nào? Trình cho bản chất và điều hòa thái năng lượng.
sau chúng ta sẽ hẹn.